Điều kiện xin visa du lịch Mỹ. Khi bạn xin visa du lịch Mỹ, lãnh sự quán thường thông qua các yếu tố sau để quyết định bạn có được cấp visa du lịch hay không. 1. Mục đích xin visa du lịch 2. Khả năng về tài chính 3. Sự ràng buộc tại Việt Nam để người xin đi du lịch sẽ quay về khi thời gian du lịch hết hạn Mục đích xin visa du lịch Đa số những người muốn xin visa du lịch thường có nhiều lý do khác nhau như qua thăm thân nhân, bạn bè, cha mẹ, con cái, vân vân Muốn tham quan và khám phá nền tiên tiến của một quốc gia hùng mạnh và phát triển Muốn giao lưu, học hỏi và đầu tư trên đất nước Mỹ Muốn qua Mỹ để chữa bệnh với nền y học phát triển Độ tuổi càng cao tuổi thì càng dễ xin visa đi du lịch Mỹ Nếu nêu rõ chi tiết của việc đi du lịch Mỹ, nêu rõ thời gian đi và về, địa điểm nơi ăn ở khi du lịch Mỹ. Khi đi du lịch Mỹ thì qua đó ở đâu, gặp ai, lý do xin đi du lịch qua Mỹ. Lưu ý, nếu có visa du lịch các nước châu Á và một số nước châu Âu là một lợi thế, khả năng chứng minh tài chánh. Người xin visa du lịch Mỹ cần chứng minh về tài chánh của mình thông qua một số yếu tố sau đây. Chứng minh về công việc, đang làm việc ở đâu, vị trí công việc đang làm, địa vị trong xã hội, tài sản hiện có tại Việt Nam, trình độ học vấn, 3 yếu tố về sự ràng buộc để quay về Việt Nam sau khi visa du lịch Mỹ hết hạn. Người đi du lịch Mỹ phải có vợ chồng và con cái đang ở Việt Nam, nhà cửa, đất đai và tài sản cố định tại Việt Nam, tiền gửi trong ngân hàng tại Việt Nam, có công ty đang hoạt động tại Việt Nam, vai trò lãnh đạo xã hội tại Việt Nam. Giấy tờ cần thiết mang theo trong buổi phỏng vấn xin visa du lịch: hộ chiếu bản chính nhưng phải có hiệu lực trên 6 tháng kể từ ngày được cấp visa du lịch, một tấm hình 5x5, /5. giấy xác nhận đơn TS 160, lịch phỏng vấn, sổ hộ khẩu bản chính, chứng minh nhân dân bản chính, giấy khai sanh của con nếu có con đi kèm, bản gốc sổ tiết kiệm trong ngân hàng hoặc giấy xác nhận số dư của ngân hàng, giấy chứng nhận sở hữu nhà đất nếu có. Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác như xe cộ, cổ, cổ phiếu, trái phiếu nếu có. Đối với người đã nghỉ hưu thì phải có giấy quyết định nghỉ hưu. Đối với học sinh, sinh viên thì phải có bản điểm học bạ và giấy xác nhận của nhà trường. Đối với người đang làm việc, đơn vị kinh doanh thì cần thêm các giấy tờ sau: giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy quyết toán của năm gần nhất, các bản hợp đồng mua bán kinh doanh, hợp đồng xuất nhập khẩu nếu công ty có xuất hàng qua các nước khác, hợp đồng lao động nếu có, giấy xác nhận mức lương, giấy quyết định bổ nhiệm chức vụ, giấy được cử đi công tác hoặc giấy nghỉ phép đi du lịch. Nếu người đi được người bên Mỹ mời và đơn vị mời chi trả tất cả chi phí ăn ở của người được mời đi du lịch Mỹ, đơn vị tại Mỹ phải có giấy mời và nêu lý do thanh toán. Lưu ý, nếu đã từng được cấp visa du lịch Mỹ thì nên mang theo visa cũ đến buổi phỏng vấn để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi văn phòng, phòng Nam Cali 877 di trú Mỹ hoặc 877 348 7869, văn phòng, phòng tại San Jose